Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay một cái video có tên là của anh, của em hay của chúng ta. Một cái video lạ để chúng ta bớt đi cái khô khan trong cái cuộc sống đầy những cái cơm áo gạo tiền. Hôm nay tôi sẽ trả lời một cái video của một bạn đọc của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Mọi người cho em hỏi là bà chị em lấy chồng nhưng hiện tại chưa nhập hộ khẩu bên nhà chồng. Chị này lấy chồng, tuy nhiên là theo cái quy định của luật cư trú thì chị vẫn ở hộ khẩu nhà cha mẹ ruột của chị. Điều gì sẽ xảy ra tiếp? Mà mảnh đất chồng do chị gái em đứng tên vì bố mẹ để lại. Hay quá. Đất thì do bố mẹ bên chồng để lại nhưng mà chị gái lại đứng tên. Hoang hô. Nếu như chị của em ly dị thì có quyền thừa hưởng số đất bên gia đình chồng không? Đây là vấn đề thứ ba, tranh chấp tài sản chung vợ chồng. Ba vấn đề chúng ta sẽ đi từng bước nha quý vị và các bạn. Thứ nhất, về quy định về luật cư trú. Hôm nay tôi có hộ khẩu ở quận A. Tuy nhiên rằng là tôi có đất ở quận B thì tôi vẫn có cái quyền ở trên cái phần đất này, mà đất không phụ thuộc chủ quyền, đất chủ quyền nhà không phụ thuộc vào hộ khẩu. Chúng ta bớt đi những cái gánh nặng nếu chúng ta xem từ từ xem cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta các bạn nhé. Vấn đề thứ hai là người này đã đứng tên trên cái giấy chứng nhận, trên sổ đỏ của gia đình chồng rồi, thì trên nguyên tắc, trên khi một ai đó có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì chúng ta sẽ xét hai yếu tố. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp đại diện hay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho cá nhân. Nếu như trong trường hợp người chị này được cấp với vai trò là cấp cho vợ chồng thì trên nguyên tắc mỗi người được 1/2 cái tài sản. Còn nếu như trong trường hợp được cấp cho toàn bộ cả gia đình mà người chị này đứng tên đại diện, ví dụ sau khi ba mẹ chết thì ba mẹ có tổng cộng là 7 anh chị em, tuy nhiên là chị này chỉ đứng tên đại diện khai trình, thì rõ ràng chị này chỉ được 1/7 suất tài sản, suất thừa kế theo quy định của pháp luật các bạn ạ. Đặt tiếp vấn đề, bạn này hỏi 3-4 vấn đề. Đặt tiếp vấn đề, nếu như vậy thì ly hôn thì có được hưởng hay không? Thì chúng ta sẽ quay về cái quy định về hôn nhân và gia đình. Tùy theo mỗi thời điểm, nếu trong trường hợp chị gái và anh rể kết hôn từ năm trước ngày luật hôn nhân và gia đình năm 1986 thì nó có cái quy định khác. Nếu chị và anh rể kết hôn theo luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì có những cái chế định khác. Tuy nhiên rằng cũng rất là may mắn, chị gái của bạn đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì ít nhiều việc định đoạt cái quyền sử dụng đất này, tôi cho rằng cho dù cái quyền đại diện, cho dù cái quyền đồng sử dụng, đồng sở hữu chăng nữa thì chắc chắn người chị gái này sẽ có phần nếu ly hôn bạn nhé. Chúc mừng chị đã có những cái câu hỏi rất là sắc bén, những cái câu hỏi rất là tổng hợp, làm cho tôi thấy rằng là mình có thể đưa cho chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta thế nào là hộ khẩu có liên quan gì tới việc đất hay không, về vấn đề rằng đại diện thừa kế hay thừa kế trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là cá nhân, cho chúng ta thêm được cái việc chia tài sản chung sau khi ly hôn, trong khi ly hôn các bạn ha. Thưa quý vị và các bạn, đây là những cái câu trả lời mang một tính chất tham khảo, vì độc giả gửi đến những cái câu trả lời, những cái đưa ra những dữ liệu rất là cơ bản. Nếu vị độc giả này cần được luật sư tư vấn cặn kẽ thì chúng ta sẽ đưa thêm những cái tư liệu rất là chi tiết để chúng ta có thể sẽ tiếp tục một cái video khác. Và hôm nay thì video của anh, của em, của chúng ta sẽ kết thúc ở đây.
Tôi rất là vui khi hàng ngày có một cái động lực được tiếp với quý vị và bạn trong chương trình Dân ta phải biết luật ta. Luật sư thì luật sư lúa về công nghệ thông tin lắm. Thì hôm qua được một em hướng dẫn trong việc live stream, thì chắc chắn tôi sẽ thu xếp. Và nếu như trong trường hợp các bạn đồng thuận thì tôi sẽ sắp xếp có thể rằng là nửa tiếng cho một ngày, mà một tuần có thể là hai ngày, để live stream trực tiếp trả lời những cái câu hỏi. Và nếu như trong trường hợp những cái câu hỏi giống như hiện tại đó, và vị độc giả này chatbot tương tác, thì rõ ràng cái việc trả lời nó sẽ mang tính chất xúc tích hơn, và nó kết nối giữa độc giả chương trình Dân ta phải biết luật ta với nhau hơn, nó không mang tính chất khô khan thuần tí. Nếu quý vị và các bạn cảm thấy thích thì chúng ta có thể để lại một số comment phía dưới để tôi sẽ thu xếp. Và khả năng rằng là tôi sẽ chọn cái khung giờ cố định hàng tuần để live stream trực tiếp cho quý vị và các bạn. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã song hành cùng chương trình Dân ta phải biết luật ta. Nếu quý vị và các bạn có những cái câu hỏi thì chúng ta sẽ chọn cái khung giờ là từ 8 đến 9 giờ hàng ngày theo số điện thoại 0903 392 861. Xin trân trọng cảm ơn.